Vâng, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã trở lại với trang Kính Cổ Kính Xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em, các bác ấn nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải mình bên dưới của video và vẫn biểu tượng quả chuông để mỗi khi em lên video thì hệ thống YouTube sẽ báo qua tin nhắn tút tút biết rằng em vừa lên video. Vì hàng ngày ngào nào em cũng lên video để tránh mất thời gian, em sẽ vào phiên ngày hôm nay. Ngày nay em có một cây kính đó là Mavic CH, và tí nữa thì em sẽ lấy một cây số CH ra để so sánh tại sao nó đắt hơn và rẻ hơn như thế nào. Cái này size 50, đây là dòng Mavic CH của Đức Quốc xã, được sản xuất thập niên 1950. Đấy. Và cái dòng này thì đi với cả mũ Mỹ, mũ 6 mũ USA xưa thì rất là hợp. Trước tiên sẽ đi tổng quan bên ngoài chứ, và sau đó sẽ đi chi tiết bên trong bao gồm có cái gì. Vâng, càng phải thì nó có cái chuyện số 130, còn rất là mới nhé. Càng trái thì nó có chữ Mavic 130 càng trái. Bác nào mà xem hình ảnh cảm hoặc video cảm không rõ ràng thì yêu cầu em chụp ảnh gửi trực tiếp qua Zalo, em sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu ảnh kèm theo một video ngoài trời để phản ánh đúng chân tình chân thực nhất của cây kính đó. Cầu giữa thì nó có chữ Optima 16 micron ở cầu giữa này. Đây là cầu giữa nhá. Kính nguyên zin toàn bộ này, mà độ mới con này phải lên đến 95-96%, còn rất là mới, rất là đẹp, bọc vàng sáng ánh gương. Các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có thể qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo của em. Các bác nào tỉnh ở xa thì hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng cái phương tiện là bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp ví với phương tiện đó. Mà thời gian gửi là từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3-4 ngày, tùy theo cái thiên tai, dịch bệnh, bão lũ. Giá cái kính này là 14 triệu nhé. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check, bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Các bác yên tâm về giá cả, chất lượng sản phẩm. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản em bao ship, bác nào chọn thứ ship code thì vui lòng đặt cọc 100k, đó là quy định của bên em từ xưa và nay là như thế. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả các ngày trong tuần không nghỉ ngày nào kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện bác điện thoại trước cho em tránh tình trạng đến đột xuất quá thì em đi gửi hàng, cũng như đi giao lưu đồ cổ đồ xưa, và đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho anh em bạn bè người thân. Các bác điện thoại trước cho em thì em nghênh tiếp đón từ xa và lắng nghe thấu hiểu cái gì bác nói, và em sẽ tư vấn cố vấn các bác chơi món đồ cổ đồ xưa gì hợp tình hợp lý hợp ví hợp tông, bao gồm đồng hồ, kính bút, nhẫn, bật lửa, đồ cổ đồ xưa, đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm. Và sau khi bác ra về thì em gọi xe ôm taxi ra nhà ga với xe sân bay, đảm bảo an toàn, yên tâm tuyệt đối đi nơi về trốn. Các bác nào không biết đường gọi điện cho em chỉ đường, nhiệt tình hết mình. Mavic chữ H xưa Đức Quốc xã, giá là 14 triệu hay còn gọi là 14.000k, rất mới rất đẹp. Các bác mua đâu mua, các bác nên lựa chọn nơi mua bán lâu năm có cái thương uy tín ở đó, đảm bảo tính pháp nhân pháp lý, tránh tình trạng mua ở những cái chỗ địa chỉ nó không rõ ràng, lung tinh. Ngày nay với cái phương tiện thông tin đại chúng thì một số đối tượng xấu họ thuê cái gian hàng ảo của một số cái trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Sendo và nhiều trang thương mại điện tử khác, họ thuê gian hàng ảo bán hàng qua các app, mà các app đấy là không có địa chỉ không rõ ràng, địa chỉ lung tinh, số điện thoại toàn sim khuyến mại sim rác, mua bán toàn hẹn nửa đường, hẹn chân tòa nhà, chân chung cư, hẹn cà phê mà không hẹn cà phê được, anh ở đâu em mang qua xem ưng lấy thôi. Đó là những đối tượng họ hẹn linh tinh lung tung, và họ luôn đưa vào cái tình thế cho các bác là cảm thấy là nhàn nhất, nhưng chính vì lẽ đó các bác hay bị dính vào những quả lừa như kính, đồng hồ đeo tay, đồng hồ tay bị nhiều lắm, nhiều người bị á, hay là như một số trang mạng xã hội như Facebook, nhiều trang mạng xã hội khác, những đối tượng họ lập lên nick ảo, thậm chí họ biến tướng thành những cái nick xanh rồi là những cái ngôi sao trước để đánh bóng tên tuổi, đánh bóng thương hiệu. Chính vì thế là mọi người cứ lầm tưởng là uy tín nhưng thực chất là không. Các bác mua đâu mua, bác hãy lựa chọn những nơi bán thật sự lâu năm có cái thương uy tín. Ở Hà Nội, Sài Gòn có em và một số anh em là
Chơi đồ cổ, món đồ cổ đồ xưa là hai mấy năm và 30 năm, ngay cả số điện thoại của em trên 20 năm. Mấy ông anh số điện thoại cũng là khoảng 24, 25 năm từ những ngày đầu Vinaphone. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn các bác nhá. Bác hãy lựa chọn những nơi lâu năm có thương uy tín, ở đó ta luôn luôn đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn. Bởi vì là ngày nay với cái phương tiện thông tin chúng ấy, thì một số lượng họ lập lên cái những cái trang hoặc là những kênh như YouTube này mới một năm mà cái lượng đăng ký kênh theo dõi lên 8.000, 9.000, một năm giữa 2 năm đã 15, 16.000. Thực chất là thuê một đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale đẩy like, đẩy view, đẩy cái lượt đăng ký kênh theo dõi lên vọt lên rất là nhanh một cách chóng mặt luôn. Tại sao mà phân tích thế? Bởi vì là mới một năm mà đã lên 8.000, 9.000, mỗi năm giữa 2 năm lên 15.000, 16.000, 17.000 người đăng ký kênh theo dõi. Mà trong đó kênh YouTube của em triển khai hơn 5 năm mới 1.500, 1.600. Quan điểm của em từ xưa đến nay và cũng là thắc mắc của một số bác là như thế, là em làm hữu sạn thương hương không câu like câu view, thẳng thật và rõ ràng rành mạch ngay từ phút ban đầu đấy, một cách tự nhiên thôi, chứ còn không phải là ở câu like câu view, chứ không phải thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale đẩy like đẩy view, không làm trò bà trò vớ vẩn đấy. Như một số những cái trường hợp như kiểu như mà chữa bệnh như Võ Hoàng Yên, những cái dạng vớ vẩn rác rưởi đấy, bác hết sức lưu ý là ngay cả đi chữa bệnh mình tìm mấy cái nhà thuốc nó, nơi chữa bệnh đông y thì phải là cái nhà đấy người ta sống ở trên đấy là hàng mấy chục năm, hàng trăm năm. Hà Nội, Sài Gòn anh biết có một số nhà như thế và người ta chữa là được hay không được ta nói, và được khoảng bao nhiêu phần trăm ta nói rất là rõ ràng, chứ không phải như kiểu thằng Võ Hoàng Yên dạng vớ vẩn đấy. Rồi cũng trá hình, nhưng mà một số như đa cấp cũng thế thôi, nó hay có kiểu trá hình như thế. Giá cây này 14 triệu hay còn gọi 14.000k nhé. Bây giờ em sẽ lấy một cây Solex CH để phân tích cho các bác tại sao giữa hai cái dòng nó lại giá nó lại chênh và vênh với nhau mức độ khủng khiếp như thế. Bởi vì giữa những cái dòng chữ H và dòng cái chữ H khác thì nó bao giờ nó khác nhau. Bác có thể nhìn thấy được những cây Solex CH của em Bell này, nó đã khác rồi đúng không, tiền nó gấp rất là nhiều lần, mà trong khi đó những cây này nó có 14 triệu hay gọi 14.000k, đó là ma phía xưa, mà trong đó cây Solex CH của hãng Solex xưa này thì nó phải đắt hơn rồi đúng không, gấp rất nhiều lần luôn, cực kỳ nhiều lần luôn đó, mà còn rất là mới. Bản thân em cứ đeo chơi đã, khi nào thích thì bán riêng những cây này bởi vì nó còn quá mới quá đẹp rồi, cứ đeo chơi là sướng rồi. Đã đấy là dòng một trong những dòng gọi là huyền thoại kính xưa, còn rất mới rất đẹp này đúng không, và giá đắt gấp rất nhiều lần luôn, và sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu, các bạn yên tâm về giá cả chất lượng sản phẩm đúng không ạ. Đây về em sẽ nói qua về cái trước này, một số bác cũng bảo là thấy cậu nói cái gì hình thức đa cấp thì hôm nào cậu thử pin lên video cậu nói qua một chút. Vâng, thì hôm nay nhân tiện thì em cũng nói luôn. Thật ra những cái đồng tiền ảo hay những cái sàn vàng ấy thì là nhà nước Việt Nam mình chưa cấp phép, đặc biệt là sàn vàng hay còn là forex. Một số những cái đối tượng xấu họ lập lên những cái sàn vàng thì là họ thuê cái tên miền domain hosting, thậm chí họ thuê cái tên cả tên miền nước ngoài thì họ để đánh lừa và họ là chủ sân, và sau cái đó họ sẽ tuyển một đội ngũ telesale chuyên đi mời khách, mời rất nhiều khách bằng hình thức rồi Zalo rồi là Facebook rồi gửi mail các kiểu chào mời với hình thức là ủy thác đầu tư, rồi là hay là hình thức là dạy cách chơi về forex. Thì em nói luôn, vào những năm 2009, 2010, 2011 thì em cũng thử chơi 200 đô, 300 đô ở đấy là cũng thua, nên cho nên là em biết là cái sàn vàng nó là ảo, đa phần là các chủ sân nó đạo diễn hết. Đây là cái lời khuyến cáo cảnh tỉnh cho một số bác. Nhưng khoảng 5-6 năm đổ đây thì những đồng tiền ảo, em nhớ phải khoảng 6-7 năm là đồng tiền ảo, như là một số đồng tiền như Bitcoin, Ethereum hay là Tether đấy, đấy, những rất nhiều đồng tiền khác, Ethereum rồi là Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, nhiều đồng lắm. Thì ra thật ra những đồng tiền ảo này thì nó theo một cái thị trường của quốc tế, nhưng ở quốc tế thì đặc biệt là bên Mỹ thì một số các dịch vụ thanh toán họ có chấp nhận, nhưng rất nhiều các dịch vụ khác họ không chấp nhận thanh toán đâu. Đặc biệt là ngân hàng quốc gia trung ương của Mỹ họ cũng chưa chấp nhận đâu, chỉ có một số ngân hàng nhỏ lẻ gọi là ngân hàng tư nhân thôi, để họ đánh bóng rồi họ làm marketing rồi họ câu khách thôi. Chứ còn thật sự mà nói là để mà ngân hàng nhà nước truyền thống như một số nước thì châu Âu họ không chấp nhận.
chỉ có một số cửa hàng tiện ích, đồ ăn nhanh hoặc là những cái siêu thị mini hoặc là siêu thị bình thường thì là người ta sẽ chấp nhận thanh toán quy đổi tiền. Đấy là nó nói ở nước ngoài, nhưng còn ở Việt Nam mình là chưa có một đơn vị nào chấp nhận thanh toán bằng đồng Bitcoin hay là đồng Dogecoin hay Tether, ET5, Bitcoin Cash và rất nhiều đồng tiền ảo khác nữa. Thật ra nói trên này thì nó rất là dài dòng văn tự, bởi vì là em nói thật sự bác là những cái này thì em cũng tìm hiểu qua, nhưng thật sự là em không chơi không tham gia. Bởi vì thứ nhất là tất cả những cái sân chơi mà đa cấp ở nước ngoài họ làm quy trình rất là rõ ràng, nhưng về Việt Nam là biến tướng, có lợi cho những người đưa về mà có lợi cho những người đứng đầu, có lợi cho những người vào trước là lấy tiền của người sau, cứ thế nối đuôi nhau, và đến khi người trước họ rút ra thì tự nhiên cái đuôi nó bị cắt và tự nhiên là vỡ trận, rất nhiều người bị và rơi tình tình thế thế thôi. Họ có rất nhiều cái chiêu trò, những người đa cấp, nhất là về những đồng tiền ảo, và sau đó họ vào đánh vào thực thực phẩm chức năng. Thập kỷ gần đây em tính từ khoảng 2010 nhớ lại đây thì là đa phần là thực phẩm chức năng nhiều, nhưng khoảng 5 năm trở lại đây thì là bộ nó đánh vào cái đồng tiền ảo nhiều và những cái đồng tiền, rất nhiều đồng tiền ảo khác, đặc biệt là những đồng tiền Bitcoin, ET5, hoặc là Tether, Decoin hay nhiều đồng khác lắm, token nhiều. Thật ra là em không thể nhớ hết được, nên là em chỉ nói chung chung và sơ qua để các bác làm sao mà tránh, bởi vì nó có những cái hình thức rất là hấp dẫn, nghĩa là cái tiền lãi suất nó rất là cao, cao hơn rất rất nhiều ngân hàng. Thậm chí mấy chục phần trăm, mấy trăm phần trăm, thậm chí là có những công ty đa cấp nó hàng mấy nghìn phần trăm. Thật ra đó nó đánh vào cái lòng tham của tất cả mọi người thôi, em khẳng định điều đó luôn. Tất cả công ty đa cấp ở Việt Nam đa phần là đến 99% lừa đảo, em dám khẳng định 100% đó. Tại sao lại thuê những người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên để đứng lên kêu gọi mời chào? Bởi vì họ đánh vào cái sự nổi tiếng của những người đó và cái sự lòng tin hay sự uy tín, cũng như là sự hot, đồ hot của những cái ca sĩ, diễn viên, người mẫu, giống như là Ngọc Trinh hay là cái rất nhiều Nam Thư, Kiều Mạnh Đạt các thứ đó, thì thật sự mà nói đấy để là những cái chiêu trò thôi. Em khẳng định luôn, dám khẳng định 100% luôn, đó là những chiêu trò để câu like, câu view và quảng cáo marketing cho những cái sân chơi của đồng đồng tiền ảo đó. Đó. Những cái đồng này về đồng tiền ảo hay những sàn vàng thì em biết là hơn chục năm về trước rồi. Ngay cả cái thời mà em đi công tác nước ngoài cách đây mười mấy năm về trước thì em cũng đã nắm qua được rồi. Em đã biết qua được sơ qua rồi. Nhưng ở nước ngoài họ làm một cách rất là bài bản và luật của nó là có một cái luật rất là chặt chẽ. Tất cả công ty sàn vàng họ phải có một cái luật, đó là cái vốn dự phòng, vốn rủi ro. Tại sao nói vốn dự phòng, vốn rủi ro? Đó là cái vốn mà khi công ty xảy ra, nhất là tranh chấp, giải thể, phá sản thì có số tiền đấy để chi trả cho cái bị hại. Nhưng ở Việt Nam không hề có nhá, không hề có cái đấy. Tất cả những cái cậu tele sale chưa nắm hết, chưa hiểu hết, thông thường được những người chủ sân truyền cho những kiến thức nhằm lôi kéo mọi người vào, chứ không nói đến vấn đề rủi ro. Mà kể cả vấn đề rủi ro ấy, thì là cũng không được giải quyết một cách minh bạch và thấu đáo đâu, trừ khi người nào phải cơ thật là cứng, cao, khỏe thì nó mới chịu móc tiền ra nó trả, còn không thì thôi đa phần là mất là nhiều đấy. Em khẳng định luôn, em minh chứng cho các bác là năm 2004 là cái sàn vàng Khải Thái ở đường Trần Duy Hưng ở đấy, ở Trần Duy Hưng Cầu Giấy Hà Nội đấy. Các bác nào chắc bác nào là có chơi về sàn vàng có đấy thì biết cái sàn đấy. Thật ra nó có cũng mời chào em là ủy thác đầu tư đầu tiên cho mấy nhân viên đến thì nói với em thì không nói được, sau lại cho đứa khác đến thì em bảo bây giờ này mày cho tao cái hợp đồng đây, tao đưa ra sửa đổi hợp đồng, sửa đổi, nếu tao sửa đổi hợp đồng nhá mà chấp nhận ký ký sai chặt tay thì lại không dám nhận, thì lắc đầu rồi thôi thôi không ấy. Vì sau đến mấy ngày sau nó lại cho thằng trưởng phòng gọi, nó bảo là anh ơi, thằng nhân viên nó bảo anh ơi, anh vừa rồi là trưởng phòng em toàn làm vip, trưởng phòng mày chứ trưởng phòng tao đéo đâu, trưởng phòng tao tao có đéo gì, trưởng phòng mày chứ đối với tao chỉ là rác rưởi. Em nổ thẳng xuyên thủng với cái bộ sàn vàng Khải Thái luôn, mà đến khi chúng nó vỡ nha, mà em gọi điện nó không dám nghe máy luôn, đến khi mà nó bị bắt rồi em gọi điện không dám nghe máy, nếu mà nghe máy lúc đấy là em còn chửi xối xả luôn đấy. Quan điểm của em là thẳng thật rõ ràng ngay, các bác lưu ý nhé, những cái sàn vàng là đa phần là 99% là lừa đảo vì nhà nước không được cấp phép, và sàn vàng ở Việt Nam mình ấy thì là toàn đánh với cả người Việt mình thôi, và người Việt mình là chủ sân, họ đạo diễn. Và em khẳng định luôn là có đánh gì đánh thua vẫn thua và nó vẫn cho cháy. Thứ hai nữa là nếu mà có đánh thắng thì
tìm cách là gây khó dễ, là không rút được hoặc là bảo trì rồi là nó làm mất cái sàn đấy. Đấy, các bác nhá, hết sức lưu tâm ý. Tại sao có rất nhiều người lên mạng để mà chửi những bộ đa cấp thì em luôn ủng hộ những người đó. Em luôn ủng hộ, bởi vì là đi làm thuê mấy cái thằng người Việt Nam mình nhiều khi mấy thằng Tây nó truyền cho một vài kiến thức xong rồi lập ra cái sàn nó cuối cùng là lừa đảo, xong rồi chị ăn chia 50-50, không lạ gì ba cái trò đấy cả. Chỉ là rác rưởi thôi. Đấy. Các bác hãy xử lý nha, những cái sàn vàng Forex ai mời không nên chơi. Chơi là mất tiền, khẳng định 100%, mất đến 99,9%. Nhá. Rồi những công ty đa cấp những thực phẩm chức năng cũng ảo amateur, Amway, Hapline, Vision, Nuni, rồi Vital Group nhiều lắm. Những công ty khẳng định luôn là những công ty đa cấp đó là nó có những cái mô hình là nhị phân, rồi là thấp tầng, nhiều tầng, lục tầng, bát tuần, là những cái sơ đồ. Và những nó truyền thụ với các bác là những cái câu chuyện như cha giàu cha nghèo hoặc đường ống anh béo anh gầy, rồi những câu chuyện là những câu chuyện ngụ ngôn, hay như là những cái phân tích về cái kim tứ đồ đấy, coi như là để là làm coi như là chỉ làm một lần một lần hoặc vài lần thôi, xong còn lại con đội ngũ đằng sau làm chỉ việc ăn chơi hưởng thụ, không có đâu, khẳng định luôn 100%, em dám khẳng định 100% nghìn nghìn là như thế. Các bác hết siêu lâm lưu ý nhá. Đó. Phiên ngày này đến đây kết thúc. Các bác nào mà có chưa hiểu vấn đề gì về cái vấn trong cái vấn đề video này, có thể gọi điện thoại cho em bất kể thời gian nào, từ 7 giờ sáng đến 23 giờ nhá. Sẽ lắng nghe và thấu hiểu. Thứ hai là em sẽ tư vấn cố vấn cho đến nơi đến chốn. Đó. Còn em thì cũng đưa ra một cái lời khuyên các bác là nghe và đánh hơi cái đa cấp là phải tránh xa và cạch mặt. Thì đó mới là các bác, đó là cái giá trị các bác nhận được cực kỳ lớn luôn. Không nghe theo những cái bọn đa cấp bởi vì là trước sau cũng mất tiền. Nó biến tướng khủng khiếp luôn, từ thực phẩm chức năng, xong rồi thực phẩm chức năng không hiệu quả quá thì nó xoay qua đến đồng tiền ảo hot như Bitcoin. Hiện tại Bitcoin nó chỉ hot được mấy năm nay thôi, bắt đầu từ 2017 thôi. Nó vọt lên khoảng tầm 200 triệu. Thì nó vọt lên một đồng Bitcoin. Nó vọt lên. Chứ còn trước đó thì giai đoạn 2015, 2014 thì là Bitcoin lúc nó rẻ lắm, nó chỉ vài trăm đô thôi, cũng chưa độ hot đâu. Bắt đầu từ giai đoạn 2017 thì nó rơi vào khoảng, em nhớ là khoảng gần 10.000 đô. Thì đó, thì bắt đầu nó hot lên từ hồi đấy giờ. Nhưng một năm ở đây thì nó độ hot nó cao hơn. Bởi vì nó cái số mà nó vọt lên là tính này là nó dao động khoảng tỷ, 1 tỷ một đồng Bitcoin. Thật ra đây là những cái chiêu trò ảo của những cái nhà sáng lập cũng như là của một vài nhân vật chính trị nước ngoài, chính khách nước ngoài, họ đầu tư và họ thao túng cái đồng tiền Bitcoin thôi. Chứ còn em nói thật sự các bác là rất nhiều các quốc gia châu Âu hay EU, thậm chí ngành Mỹ họ cũng chưa công nhận đâu. Họ chỉ một số cái ngân hàng nhỏ lẻ hoặc là một số cái cửa hàng tiện ích, một số cửa hàng buôn bán về những cái vật dụng gia yếu, vật dụng gia đình là họ bán, họ để muốn đẩy nhanh cái quá trình bán hàng thì họ chấp nhận thanh toán đồng Bitcoin. Chứ còn nếu để về những cái ngân hàng truyền thống, chính thống, ngân hàng quốc gia thì không có nước nào chấp nhận đâu. Đó là điều khẳng định 100% là thế. Em có những anh em bạn bè ở Mỹ hay ở nước ngoài em còn hỏi đi hỏi lại là chưa có nước nào chấp nhận đâu. Đấy. Các bác lưu hãy tránh xa những cái đồng tiền ảo ra nhá, hoặc là cái sàn vàng Forex. Sàn vàng Forex ở Việt Nam mình 99% là chết, bởi vì các bác tham gia chơi là chết. Nếu thích chơi đánh sàn vàng Forex thì đánh cái sàn nước ngoài, phải là sàn chính thống ở nước ngoài. Còn những nếu mà những phải biết được kiểm tra check cái những cái sàn vàng đó có phải chính thống nước ngoài hay không, chứ không phải là nó lấy những tên nước ngoài hoặc nó mua tên miền nước ngoài, domain hosting, thì đôi khi nhiều người hay bị lầm tưởng thực chất là sàn nó đạo diễn Việt Nam. Đấy, cái này là phải có những cái kinh nghiệm lâu năm mới biết được. Chứ còn nếu mà nhìn mắt thường thì không biết được, phải có những vấn đề bộ phận check thông tin về những cái web của những cái sàn vàng đó hay web của những công ty đa cấp đó. Đấy, phải có những chuyên gia công nghệ thông tin hoặc là những người chơi về Forex lâu năm họ mới biết được. Nhưng còn nếu mới chơi 1-2 năm thì khẳng định là chưa thể nắm được kỹ về cái Forex đâu, bởi vì nó biến tướng khủng khiếp luôn. Một lần nữa rất cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và gặp lại ở các phiên sau. Các bác nào yêu quý thích kênh Kính Cục Ngày Xưa thì các bác thể ấn nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải màn hình
bên dưới nút bật được quả chuông. Xin chào, hẹn gặp lại các phiên sau.